Nổ bệnh viện Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng, Hezbollah lập tức kêu gọi ngày thịnh nộ. Mỹ điều 2.000 lính thủy đánh bộ tiến đến bờ biển Israel, tình hình Trung Đông nóng rực. Quân đội Israel tuyên bố hạ gục 4 tay súng xâm nhập từ Liban. Ukraine tuyên bố tấn công sân bay quân sự Nga, phá hủy vũ khí và kho đạn Moscow. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tình hình chiến sự Israel-Hamas đang có những diễn biến hết sức căng thẳng. Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Y tế Gaza thuộc sự điều hành của lực lượng Hamas cho biết, hơn 500 người đã thiệt mạng sau khi Israel không kích vào bệnh viện Al-Ali, Arabi Baptist ở dải Gaza. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh viện bị tấn công là nơi có nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế. Đây là một trong 20 cơ sở ở phía Bắc Gaza mà quân đội Israel trước đó kêu gọi sơ tán sang phía Nam. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử xung đột giữa Hamas và Israel. Người phát ngôn Hamas, ông Osama Hamdan, thậm chí cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho vụ tấn công sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và nội các Israel. Israel đã bác bỏ cáo buộc và nói rằng bệnh viện bị tấn công bởi loạt rocket của lực lượng vũ trang Hồi giáo Thánh chiến Islamic Jihad. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hakari nói, các nguồn tin tình báo mà chúng tôi có được cho thấy Islamic Jihad đứng sau vụ tập kích rocket vào bệnh viện ở Gaza. Tuy nhiên, Islamic Jihad cũng phủ nhận trách nhiệm. Các lãnh đạo quốc tế đồng loạt lên án vụ tấn công. Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Ông Trudeau nhấn mạnh, luật nhân đạo quốc tế cần được tôn trọng trong mọi trường hợp. Chiến tranh có nguyên tắc của chiến tranh, tấn công bệnh viện là điều không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bàn về vụ việc. Trong lúc chưa thể khẳng định bên nào đứng sau vụ tấn công bệnh viện, Jordan quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo Ả Rập. Ban đầu, hội nghị này dự kiến sẽ diễn ra ở thủ đô Amman của Jordan vào ngày 18 tháng 10 sau khi ông Biden thăm Israel. Cùng ngày 17 tháng 10, Hezbollah là đồng minh của Hamas đã cáo buộc Israel gây ra vụ tấn công vào bệnh viện Al-Ali, mô tả đây là vụ thảm sát và tội ác tàn bạo. Hezbollah tuyên bố, hãy để 18 tháng 10 là ngày thịnh nộ chưa từng có chống lại đối thủ. Đồng thời Hezbollah cũng kêu gọi những người Hồi giáo và Ả Rập di chuyển lập tức ra đường phố và quảng trường để bày tỏ cơn thịnh nộ. Hezbollah nói, cuộc tấn công hé lộ bộ mặt tội phạm thực sự của Israel và Mỹ, nước tài trợ cho Israel và chịu trách nhiệm trực tiếp hoàn toàn về vụ thảm sát này. Theo lời kêu gọi của Hezbollah, hàng trăm người đã biểu tình và xô xát với lực lượng an ninh Liban bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Beirut. Họ ném đá và đốt một tòa nhà, cảnh sát bắn hơi cay giải tàn đám đông, trong khi các bác sĩ cấp cứu những trường hợp bị ngạt thở. Hàng trăm người tập trung tại Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Beirut, giương cờ Hezbollah và ném đá chất đống ở lối vào chính của sứ quán. Người biểu tình cũng tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Anh và Pháp ở thủ đô Tehran, Iran sau nửa đêm. Người Palestine trong các trại tị nạn ở thành phố Sidon và Tire phía nam Gaza cũng bày tỏ nỗi phẫn nộ về vụ tấn công. Sau khi các phe phái Palestine ở Liban kêu gọi biểu tình để lên án cuộc tấn công vào bệnh viện. Trước tình hình Trung Đông đang nóng lên từ ngày vì cuộc xung đột Israel-Hamas, ngày 17 tháng 10, kênh truyền hình CNN dẫn nguồn tin ở Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang điều một đội phản ứng nhanh gồm 2.000 lính thủy đánh bộ tới bờ biển Israel. Theo CNN, lực lượng phản ứng nhanh của Thủy quân lục chiến Mỹ đang tiến tới bờ biển Israel. 2.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ sẽ tham gia vào lực lượng hải quân đang gia tăng số lượng hiện tập trung ngoài khơi Israel. Cùng ngày, tạp chí Phố Quân cũng trích dẫn các quan chức giấu tên cho biết, quân đội được giao nhiệm vụ như tư vấn, hỗ trợ y tế và là đại diện của lực lượng vũ trang Mỹ. Các quan chức cho biết họ dự kiến sẽ không thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, không có lính bộ binh nào sẵn sàng triển khai. Theo các quan chức, quân đội hiện đang được triển khai ở cả Trung Đông và xa hơn, bao gồm cả châu Âu. Không rõ trong hoàn cảnh nào hoặc nơi nào Mỹ có thể gửi quân, nhưng quyết định của Lầu Năm Góc cho thấy họ đang chuẩn bị hỗ trợ lực lượng Israel nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza. Chỉ trong ít ngày qua, Mỹ đã triển khai tới hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới phía đông Địa Trung Hải. Washington coi sự hiện diện của họ sẽ răn đe các thế lực thù địch chống Israel. Cũng theo CNN, trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã trực tiếp yêu cầu việc chuẩn bị triển khai khoảng 2.000 binh sĩ đến sát Israel để thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ y tế và hậu cần. Washington nhiều lần khẳng định họ sẽ không triển khai lực lượng tham gia bất cứ hoạt động chiến đấu trực tiếp nào trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel.
nhưng đang khẩn trương cung cấp cho Israel thêm vũ khí và đạn dược. Mặc dù các quan chức cho biết động thái này nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, nhưng kế hoạch này được đưa ra khi một số nhà lập pháp Mỹ thúc đẩy hành động quân sự trực tiếp ở Trung Đông. Trong cuộc trò chuyện với CNN vài ngày trước, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham đã tuyên bố rằng nếu có sự leo thang trong cuộc chiến chống lại Israel, tôi sẽ đổ lỗi cho Iran và giờ là lúc phải đưa ra cảnh cáo cho họ. Khi được hỏi liệu Washington có nên ném bom Iran hay không, ngay cả khi không có bằng chứng cho thấy nước này đã hỗ trợ cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, Thượng nghị sĩ Graham chỉ trả lời đơn giản, có. Xung đột ở giải Gaza bùng phát sau khi Hamas ngày 7 tháng 10 phóng loạt rocket rồi mở đợt tấn công phối hợp bằng đường bộ, đường không và đường biển vào Israel. Tel Aviv đáp trả bằng cách phát động chiến dịch không kích ồ ạt vào giải Gaza và phong tỏa toàn diện khu vực này. Hiện tại, tình hình nhân đạo tại giải Gaza đang diễn biến xấu đi nhanh chóng. Ngày 16 tháng 10, Giám đốc Trung tâm Khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO, ông Ahmed Al-Manhari đã kêu gọi cho phép giải Gaza tiếp nhận các đoàn xe viện trợ. Các đoàn xe này hiện đang bị mắc kẹt tại cửa khẩu Rafah, nằm giữa giải Gaza và Ai Cập. Ông nói rằng nếu hàng viện trợ không đến kịp, các bác sĩ tại Gaza sẽ phải chuẩn bị giấy báo tử cho bệnh nhân của mình. Việc Israel phong tỏa toàn diện giải Gaza đồng nghĩa với việc không thể đưa nhiên liệu, nước, thực phẩm và thuốc men vào khu vực này và cũng chặn luôn đường ra của người tị nạn. Ông Manhari cảnh báo rằng nước, điện và nhiên liệu ở Gaza chỉ còn đủ trong 24 giờ. Gaza đang bên bờ vực một thảm họa thực sự. Hiện cửa khẩu Rafah là điểm duy nhất lưu thông giải Gaza với bên ngoài mà không nằm trong tầm kiểm soát của Israel. Tuy nhiên, các bên vẫn bất đồng về cách thức di chuyển của các đoàn xe qua biên giới và cơ chế đảm bảo an ninh cho lực lượng cứu trợ. Ngoài cuộc chiến ở giải Gaza, vùng biên giới giữa Liban và Israel cũng đang là nơi xảy ra những cuộc giao tranh quyết liệt. Ngày 17 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo hạ gục 4 tay súng xâm nhập từ Liban, song chưa rõ những người này thuộc nhóm nào. Cụ thể, thông báo của IDF cho biết, cách đây không lâu, đơn vị cảnh giới của lực lượng phòng vệ Israel đã phát hiện một nhóm khủng bố, cài đặt thiết bị nổ và cố gắng vượt qua hàng rào an ninh tại biên giới với Liban. IDF cho biết, vụ xâm nhập xảy ra gần khu dân cư Hanita ở phía bắc Israel. Máy bay không người lái của Israel hạ toàn bộ 4 tay súng nói trên, song IDF chưa tiết lộ họ thuộc nhóm vũ trang nào. Trước đó, IDF đã mở các đợt tập kích trong đêm nhằm vào mục tiêu quân sự của nhóm Hezbollah tại Liban. Hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại của các bên. Sau đợt tấn công quy mô lớn của Hamas vào Israel, nhiều vụ đụng độ xuyên biên giới Israel-Liban nổ ra. Hôm 13 tháng 10, khi mở cuộc tấn công vào Liban, quân đội Israel đã pháo kích trúng một đoàn nhà báo, khiến một phóng viên thuộc hãng tin Reuters thiệt mạng và làm ít nhất 6 người khác bị thương. Hôm 16 tháng 10, Hezbollah cũng thông báo các xạ thủ bắn tỉa của nhóm phá hủy camera giám sát được Israel đặt tại 5 điểm trên biên giới với Liban. Hoạt động này được nhận định nhằm ngăn IDF theo dõi hoạt động chuyển quân tại khu vực giáp biên của Liban. Trước những diễn biến khó lường, ngày 16 tháng 10, Israel đã kích hoạt kế hoạch sơ tán cư dân trong phạm vi 2 km giáp Liban. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết sẽ sơ tán 28 khu định cư. Các cư dân sẽ được chuyển đến các nhà khách được nhà nước trợ cấp. Trước đó, Israel cho biết không muốn xảy ra xung đột với phong trào Hezbollah tại Liban. Israel và Hezbollah trở thành đối thủ không đội trời chung sau cuộc chiến kéo dài một tháng vào mùa hè năm 2006. Israel coi lực lượng thánh chiến dòng Shite được Iran hậu thuẫn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất trước mắt. Israel ước tính Hezbollah sở hữu khoảng 150.000 tên lửa. Đang có nhiều lo ngại rằng Hezbollah có thể tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo các bên khác ở Trung Đông không tham gia cuộc xung đột Israel-Hamas và điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực để hỗ trợ Israel. Vừa qua, nghị sĩ Hezbollah Hassan Falala cho biết lực lượng này đã sẵn sàng cho mọi khả năng. Ông cho biết bước tiếp theo của Hezbollah gắn liền với những gì đang diễn ra ở giải Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã đến Beirut gặp các quan chức Liban để thảo luận về căng thẳng biên giới. Thủ tướng tạm quyền của Liban Najib Mikati cho biết, chính phủ vốn bị tê liệt về mặt chính trị của nước này đang nỗ lực giảm bớt căng thẳng dọc biên giới phía Nam với Israel và tránh quốc gia nhỏ bé này bị kéo vào một cuộc chiến mới. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine những ngày qua vẫn đang có những diễn biến căng thẳng. Ngày 17 tháng 10, quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã thực hiện các vụ tấn công thành công nhằm vào sân bay quân sự và vũ khí Nga gần các thành phố Lugansk và Berdyansk mà Moscow đang kiểm soát. Quân đội Ukraine đưa ra thông báo rằng
Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào các sân bay và trực thăng của đối phương gần Lugansk và Berdyansk. Vụ việc diễn ra vào đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 10. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng tên lửa và pháo binh nước này đã bắn trúng hai máy bay trực thăng, một cơ sở cất giữ đạn dược và một phương tiện hỏa lực của quân đội Nga. Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được cho là ghi lại vụ nổ ở gần Berdyansk. Tuy nhiên sau đó, quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhia, ông Vladimir Rogov, tuyên bố rằng các cuộc tấn công vào Berdyansk đã không thành công. Ông Rogov cho biết, theo thông tin sơ bộ, hệ thống phòng không của chúng tôi đã đánh chặn thành công tên lửa của đối phương. Quan chức thân Nga cũng nhấn mạnh rằng thông tin về nạn nhân và thiệt hại vẫn đang được làm rõ. Berdyansk là một thành phố cảng ở Zaporizhia, trên bờ biển phía bắc của biển Azov nối với biển Đen. Kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào tháng 6, Ukraine đã thường xuyên thực hiện các cuộc không kích vào lãnh thổ do Nga kiểm soát nhằm phá hủy các thiết bị quân sự và làm suy yếu năng lực chiến đấu của đối phương. Trong một diễn biến khác cùng ngày, lãnh đạo Crimea, ông Sergei Aksionov tuyên bố, phòng không Nga đã đánh chặn 8 UAV của Ukraine tấn công khu vực bán đảo vào đêm 16 rạng sáng 17 tháng 10. Ông Sergei Aksionov cho biết, Nga đã dùng hệ thống tác chiến điện tử và tổ hợp phòng không để bắn rơi các UAV này khi chúng đang trên đường tiếp cận bán đảo. Chưa có thông tin về thương vong được ghi nhận. Khi mối quan hệ giữa Mỹ và Nga ngày càng xấu đi, các hiệp ước vũ khí lớn giữa hai nước cũng rạn nứt hoặc sụp đổ hoàn toàn. Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo, hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, hiệp ước bầu trời mở và hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Trong những năm qua, các hiệp ước quan trọng về kiểm soát vũ khí quốc tế này đều đã sụp đổ. Những thỏa thuận này được ký kết bởi Washington, Moscow cùng các quốc gia khác tại thời điểm trong và sau chiến tranh lạnh nhằm giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân, các cuộc chạy đua vũ trang tốn kém hoặc căng thẳng quân sự nói chung. Hiện tại, hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT cũng có thể sắp chứng kiến số phận tương tự. Ngày 17 tháng 10, Chủ tịch Hạ viện Duma Quốc gia Nga, ông Vyacheslav Volodin cho biết, để đảm bảo an ninh của mình, Nga rút lại việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Ông Volodin nhấn mạnh, vì lợi ích đảm bảo an ninh của Nga, chúng tôi sẽ rút lại việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT. Liên bang Nga sẽ làm mọi thứ để bảo vệ công dân của mình và duy trì sự bình đẳng chiến lược toàn cầu. Ông Vyacheslav Volodin nói rằng, mặc dù Nga phê chuẩn hiệp ước vào năm 2000, nhưng Washington đã không phê chuẩn vì thái độ vô trách nhiệm đối với các vấn đề an ninh toàn cầu. Các quan chức Nga nói việc Moscow hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT không có nghĩa là Nga sẽ thử bom hạt nhân và điều đó chỉ đơn giản là nhằm thể hiện quan điểm giống Mỹ. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky đã nói rằng, các thành viên cơ quan này đã đồng thuận khuyến nghị thông qua nghị quyết hủy phê chuẩn CTBT. Nghị quyết sẽ được Hạ viện Nga đưa ra bỏ phiếu ngày 17 tháng 10. Theo Liên Hợp Quốc, kể từ năm 1945 đến khi CTBT được thông qua năm 1996, thế giới ghi nhận hơn 2.000 vụ thử hạt nhân, trong đó có Mỹ thực hiện hơn 1.000 vụ, lần gần nhất vào năm 1992, Liên Xô thực hiện hơn 700 vụ, lần gần nhất vào năm 1990. Hậu quả liên quan môi trường và sức khỏe con người từ hoạt động thử hạt nhân đã thúc đẩy các nước lệnh đàm phán và lệnh cấm gần như toàn cầu. CTBT được 187 quốc gia ký tham gia. CTBT cấm các vụ thử nổ hạt nhân với mục đích dân sự và quân sự, áp dụng với mọi môi trường. Tuy nhiên, hiệp ước chưa có hiệu lực do 8 quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân chưa phê chuẩn. Trong số đó, Mỹ, Ai Cập, Israel, Iran và Trung Quốc đều đã ký nhưng chưa phê chuẩn CTBT, còn Triều Tiên, Ấn Độ và Pakistan không tham gia. Sau khi CTBT được đưa ra, thế giới đã ghi nhận 10 vụ thử hạt nhân, trong đó Ấn Độ và Pakistan mỗi nước thực hiện 2 lần, Triều Tiên thực hiện 6 lần. Cách đây 50 năm, cuộc khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến Trung Đông gây ra đã buộc chính phủ Mỹ phải tạo ra một kho dự trữ dầu thô khổng lồ để bảo vệ đất nước khỏi mối đe dọa từ các quốc gia không thân thiện. Thế nhưng hiện tại, lượng dầu dự trữ chỉ còn một nửa dọc theo bờ biển vùng vịnh đang đặt ra tình thế khó khăn về mặt chính trị cho Tổng thống Joe Biden. Và năm ngoái, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bán hơn 40% lượng dầu dự trữ chiến lược nhằm giúp hạn chế giá nhiên liệu tăng cao sau khi xung đột Ukraine nổ ra, khiến kho dự trữ xuống mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1980. Chính vì điều này mà Đảng Cộng Hòa đã cáo buộc Tổng thống Biden đẩy nước Mỹ vào tình cảnh dễ bị tổn thương trước sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Vào thời điểm các cuộc tấn công của các tay súng Hamas nhằm vào Israel đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn và gián đoạn các chuyến hàng nhiên liệu từ Trung Đông. Trong khi Chủ tịch Tài nguyên Thiên nhiên Hạ viện
Brooks Westerman cho rằng Tổng thống Biden có lỗi trong việc tìm cách hạ giá xăng dầu trước cuộc bầu cử, thì cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy lại phàn nàn lượng dầu mỏ dự trữ chiến lược của Mỹ sắp cạn kiệt. Thực tế cho thấy, kho dự trữ chiến lược của Mỹ vẫn đang giữ 351 triệu thùng dầu, tương đương với gần 56 ngày nhập khẩu dầu của Mỹ vào năm ngoái. Bảo vệ quyết định bán dầu, chính quyền Tổng thống Joe Biden nói rằng họ vẫn giữ lượng dầu thô dồi dào để bảo vệ nhu cầu chiến lược của quốc gia, trong khi vẫn cung cấp một tấm đệm đỡ trước những cú sốc về giá. Vào hồi tháng 9, trong bài phát biểu trước Ủy ban Hạ viện, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm đã khẳng định rằng: "Tôi không lo lắng về mức dự trữ dầu chút nào, chúng ta vẫn sở hữu nguồn dầu dự trữ chiến lược lớn nhất thế giới." Nếu như so với năm thập kỷ trước, Mỹ không còn là kẻ ăn xin năng lượng như năm 1973. Thời điểm đó, cuộc chiến Yom Kippur thúc đẩy lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đối với Mỹ, khiến giá dầu tăng vọt và người Mỹ phải xếp hàng dài hàng giờ trước các trạm bơm xăng. Sản lượng dầu của Mỹ giảm trong khi cơn khát nhiên liệu ngày càng tăng, khiến Quốc hội phải thông qua luật vào năm 1975 để tạo ra nguồn dự trữ. Sau 50 năm, Mỹ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Lượng dầu thô và dầu mỏ xuất khẩu còn nhiều hơn nhập khẩu. Sản lượng của nước này đang ở mức cao kỷ lục và tiếp tục tăng, ngay cả khi nhu cầu đã chững lại. Những năm qua, một số người theo phe bảo thủ thậm chí còn kêu gọi bỏ các kho dự trữ, cho rằng các đời tổng thống sử dụng những kho dự trữ dầu này như một công cụ chính trị. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn tự tin trước một cuộc khủng hoảng, nhưng lượng dự trữ giảm dần cũng hạn chế các lựa chọn của Tổng thống Biden để ứng phó với một cú sốc trong tương lai đối với thị trường dầu mỏ, bao gồm cả những cú sốc có thể xảy ra do cuộc chiến mở rộng ở Trung Đông. Theo các nhà phân tích dầu mỏ, ngay cả kho dự trữ đầy cũng không thể bảo vệ Mỹ khỏi cú sốc giá sẽ nổ ra nếu một cuộc xung đột lớn làm gián đoạn dòng chảy 20 triệu thùng dầu mỗi ngày qua eo biển Hormuz. Nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu BCA Research, ông Rob Ryan cho rằng, việc dự trữ dầu đầy đủ sẽ giúp Nhà Trắng có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt ngăn chặn xuất khẩu dầu của Iran. Ông Ryan chỉ ra mức dầu dự trữ thấp khiến Mỹ rơi vào tình thế phải dựa vào Ả Rập Xê Út và những nước khác có năng lực dự phòng để tăng cường nguồn cung trong trường hợp nguồn cung dầu của Iran bị cắt giảm. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định họ sẽ tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế mà cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt đối với Iran vào năm 2018. Nhưng các nhà phân tích theo dõi các chuyến hàng dầu cho biết xuất khẩu của Iran tăng mạnh dưới thời Tổng thống Biden. Năm 2022, thông tin chính phủ Mỹ đã bán 200 triệu thùng dầu ra khỏi kho dự trữ xăng dầu trong 10 tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến giá dầu quốc tế tăng vọt. Với giá xăng trung bình của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục trên 5 đô la Mỹ một galon vào tháng 6 năm ngoái, thị trường dầu mỏ tiếp tục rơi vào hỗn loạn khi các nước OPEC cộng tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu xuất khẩu. Cũng trong năm ngoái, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết họ có kế hoạch bổ sung nguồn dự trữ bằng cách mua dầu từ các công ty tư nhân, nhưng họ đã tạm ngừng các giao dịch mua đó do giá dầu vẫn cao hơn mục tiêu đã đề ra là từ 67 đến 72 đô la Mỹ một thùng. Tình trạng lượng dự trữ dầu thấp của Mỹ có thể trở thành rủi ro an ninh hay không phụ thuộc rất nhiều vào những gì xảy ra với cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Cho đến nay, cuộc chiến vẫn chưa lan rộng sang các quốc gia sản xuất dầu. Khi thông tin giao tranh ban đầu nổ ra, giá dầu của Mỹ vốn đã giảm xuống gần 80 đô la Mỹ một thùng và tuần trước đã tăng lên 87 đô la Mỹ một thùng một ngày sau vụ tấn công. Đến tối 13 tháng 10, dầu Mỹ vẫn loanh quanh dưới mức 88 đô la Mỹ. Đối tác tại công ty tư vấn rủi ro RSM, Ann Slattery lý giải: "Vì dầu không được sản xuất ở Israel hoặc giải Gaza nên xung đột bùng phát và tác động của nó đối với thị trường năng lượng và dầu mỏ toàn cầu bị hạn chế về phạm vi. Miễn là xung đột vẫn được kiềm chế và không liên quan trực tiếp đến Iran, giá dầu sẽ giảm trở lại mức trước xung đột." Ngày 17 tháng 10, Hàn Quốc đã khai mạc triển lãm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay, thu hút nhiều quan chức quân sự và quốc phòng trên thế giới. Theo đó, triển lãm hàng không và quốc phòng quốc tế Seoul ADEX 2023 diễn ra tại căn cứ không quân Seoul ở Seongnam, phía nam thủ đô cho đến ngày 22 tháng 10 với sự tham gia của 550 công ty từ 35 nước. Sự kiện được cho là đã thu hút khoảng 30.000 khách tham quan, trong đó có hơn 114 quan chức quân sự và quốc phòng từ 55 quốc gia. Đánh dấu lần tổ chức lớn nhất từ trước đến nay của sự kiện 2 năm một lần, được tổ chức từ năm 1996. Trong lễ khai mạc, các đội bay biểu diễn Đại Bàng Đen của Hàn Quốc và Paul Banner của Úc đã trình diễn chào mừng triển lãm. Theo chương trình, tiêm kích KF-21 Hàn Quốc thực hiện chuyến bay trình diễn trong buổi ra mắt lần đầu trước công chúng, cùng với sự tham gia của các máy bay quân sự Mỹ, bao gồm tiêm kích tàng hình F-22, tiêm kích F-16, máy bay huấn luyện T-50 và máy bay do thám U-2. Ngoài ra, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler hoạt động trên tàu sân bay của Mỹ lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng Hàn Quốc.
Các công ty Hàn Quốc đã lên kế hoạch trưng bày các hệ thống và công nghệ vũ khí mới nhất của họ để thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng, với hy vọng tạo động lực từ các thỏa thuận vũ khí quy mô lớn với Ba Lan. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Hàn Quốc đã từ chối cung cấp vũ khí sát thương trực tiếp cho Kiev. Tuy nhiên, nước này vẫn sẵn sàng bổ sung nguồn cung cấp cho Mỹ và các đồng minh. Điều đáng chú ý là Seoul có tốc độ sản xuất vũ khí nhanh hơn và chi phí rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Theo tạp chí Phố Quân, xung đột Ukraine đã biến ngành công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc, nơi từng sản xuất vũ khí chủ yếu để phòng thủ, trở thành nước xuất khẩu khí tài quân sự phát triển nhanh nhất thế giới, với doanh số tăng gấp đôi vào năm 2022. Nghiên cứu trong ngành cho thấy, Hàn Quốc từ lâu đã ấp ủ tham vọng gia nhập hàng ngũ các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới và hướng tới mục tiêu trở thành nước thứ tư sau Mỹ, Nga và Pháp. Theo AFP, Seoul đã có thể thực hiện được điều này. Seoul đã bán đạn pháo cho Washington, song với thỏa thuận người dùng cuối cùng, tức là chỉ quân đội Mỹ được sử dụng loại đạn này. Các chuyên gia nhận định thương vụ này sẽ giúp Mỹ lấp đầy kho đạn pháo và có thể tự do dùng đạn của chính mình để viện trợ cho Ukraine. Việc chiến tranh Triều Tiên chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng chiến chứ không phải hiệp định hòa bình, cũng như việc Triều Tiên tiếp tục tăng cường kho vũ khí hạt nhân, đã luôn đặt Hàn Quốc trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Điều này mang lại cho Seoul lợi thế toàn cầu về sản xuất vũ khí, vì nước này có khả năng sản xuất hàng loạt một cách nhanh chóng và dễ dàng bất cứ khi nào nhận được đơn hàng. Mặc dù Hàn Quốc từ chối cung cấp vũ khí cho quốc gia đang có xung đột, nhưng AFP dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng điều này có thể thay đổi nếu Nga mua vũ khí từ Triều Tiên. Theo giáo sư Choi Ji-in, chuyên gia nghiên cứu về quân sự tại Đại học Sang-chi, Hàn Quốc, nếu viễn cảnh trên xảy ra, nó có thể thay đổi tiến trình cuộc xung đột và buộc Seoul phải ra tay. Vị giáo sư này nói, nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ có xác suất cao hơn 50-50 rằng vũ khí do Hàn Quốc sản xuất, xuất khẩu sang Ba Lan sẽ được triển khai để giúp Ukraine đối phó Nga.